Trùm mafia khét tiếng nhất lộ tung tích vì khối u. Ông trùm mafia Italy đã bị bắt sau khi các nhà điều tra nhận được tin báo rằng nhân vật này đang được điều trị khối u tại một phòng khám nổi tiếng ở Palermo của Sicily. Matteo Messina Gennaro, 60 tuổi, bị bắt giữ khi vừa bước ra khỏi cơ sở y tế tư nhân La Maddalena ở ngoại ô thành phố Palermo, nơi lực lượng đặc biệt đã nằm vùng kể từ khi chính quyền lần đầu tiên biết được tung tích của nhân vật này 3 ngày trước, Guardian đưa tin. Khi bị bắt giữ, Gennaro, lẩn trốn từ năm 1993, đang mặc trang phục sang trọng và đeo đồng hồ trị giá 38.000 euro, khoảng 41.000 USD. Ông ta đã được điều trị định kỳ tại cơ sở này trong khoảng một năm dưới tên giả là Andrew Bonafit. Sức khỏe là một trong những thứ mà sớm hay muộn sẽ buộc những kẻ muốn lẩn trốn phải lộ diện, tướng Pasqua Angelo Santo của lực lượng cảnh binh quốc gia Italy cho biết. Trong giai đoạn vừa qua, chúng tôi đã tập trung điều tra về tình trạng sức khỏe của ông ta. Chúng tôi biết ông ta không khỏe. Trong vài ngày qua, chúng tôi hiểu rằng vào ngày này, một người đàn ông phù hợp với bức phác họa mà chúng tôi có về ông trùm đó sẽ đến phòng khám. Ông nói thêm, theo các điều tra viên, khoảng 8 giờ 30 phút, Gennaro đội mũ len trắng, đeo kính và mặc áo khoác da cừu màu nâu, đến phòng khám với tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Đây là một yêu cầu bắt buộc đối với những người phải trải qua trị liệu và một loạt xét nghiệm máu. Khi cảnh sát ập vào tòa nhà để bắt ông ta, Gennaro được cho là đã cố gắng chạy trốn nhưng khi nhận ra mình bị bao vây, ông ta đã không kháng cự. Các nhà điều tra cho biết họ đã theo dõi các bệnh nhân ở Sicily trong nhiều tháng, những người mắc bệnh tương tự Gennaro và cùng tuổi với ông ta. Messina Gennaro bị cáo buộc là trùm của băng đảng mafia Cosa Nostra ở Sicily, theo Reuters. Gennaro đã bị kết án khi vắng mặt với mức án tù chung thân vì liên quan tới vụ sát hại các công tố viên chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino vào năm 1992. Ông cũng phải đối mặt với bản án chung thân vì liên quan tới các vụ đánh bom ở Florence, Rome và Milan khiến 10 người thiệt mạng vào năm sau đó. Gennaro là ông trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất Italy. Trong những năm qua, hàng chục người đã bị bắt nhầm do nhầm lẫn danh tính với Gennaro.